Xin chào mọi người. Bây giờ tôi đang ngồi ở ngoài xưởng và tôi đang cầm trên tay chiếc đàn Takeharu, mã số là J180. Theo thông tin thì đây là chiếc đàn được sản xuất tại Nhật Bản do Luthier Yamamoto Takeharu sản xuất vào năm 1975, mặt bằng solid sida, eo và lưng thì bằng gỗ rosewood, còn cái này cần thì làm bằng mahogany, nhưng mà mặt này thì bằng rosewood. Vì cái nay bộ khóa coi là nó bị hỏng nên tôi lắp thay một bộ khóa mới trông vàng ươm, khá bắt mắt với lại cái logo màu vàng này của nó. Bây giờ thử anh, tôi đã lắp vào chiếc đàn này bộ dây Alice, sản xuất tại Trung Quốc. Mà cái bộ dây này nó có đặc điểm là chỉ có hai dây ni lông màu trắng, màu trong thôi. Còn dây thứ dây G và D, A và Y thì đều bằng. Bây giờ thử âm thanh như sao?